Zumbovet, Fumakila Việt Nam, chung tay phòng chống sốt xuất huyết. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ mắc sốt xuất huyết toàn cầu đã và đang tăng gấp 30 lần trong 50 năm qua. Ước tính hiện nay có 50 đến 100 triệu ca sốt xuất huyết hàng năm tại hơn 100 quốc gia có dịch, gây nguy cơ cho gần một nửa dân số thế giới. Tại Việt Nam, theo thống kê tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết của Bộ Y tế cho thấy, dịch sốt xuất huyết đã bùng phát và diễn biến rất phức tạp ở khắp các tỉnh thành trên cả nước trong những năm gần đây. Cụ thể, năm 2022, cả nước ghi nhận 361.813 trường hợp mắc sốt xuất huyết, và trong đó số ca tử vong là 133 ca. Và 6 tháng đầu năm 2023 đến nay, theo Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, chỉ tính riêng 20 tỉnh thành khu vực phía Nam đã ghi nhận hơn 25.000 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 6 ca tử vong. Bệnh sốt xuất huyết đặc biệt phát triển mạnh ở các vùng đô thị nghèo, ngoại ô và nông thôn, và kể cả các khu dân cư sầm uất ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới. Ngoài ra, ở những tháng cuối năm, thời tiết dự báo có mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh, dẫn đến nguy cơ mắc sốt xuất huyết cao. Trong giữa tháng 7 vừa qua, Zumbovet Fumakila Việt Nam cùng Hội Phụ Nữ phát động chiến dịch chung tay phòng chống sốt xuất huyết năm 2023. Nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không để dịch lan rộng và kéo dài. Với phương châm coi công tác phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm. Chiến dịch bao gồm chuỗi hội thảo trên khắp lãnh thổ Việt Nam với sự góp mặt của các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu, góp phần chung tay giảm gánh nặng bệnh tật nói chung và phòng chống bệnh sốt xuất huyết hiệu quả nói riêng. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh sốt xuất huyết ngày càng gia tăng như hiện nay, các bác sĩ của chương trình đã mang đến kiến thức về nhận biết, phòng ngừa và xử trí bệnh sốt xuất huyết một cách khoa học và đầy đủ nhất, dễ hiểu để áp dụng cho người dân theo thông điệp không muỗi, không lăng quăng, không sốt xuất huyết, được Zumbovet đồng hành xuyên suốt trong hơn 12 năm. Mà chúng ta nói chuyện mà phòng ngừa bệnh dịch bệnh sốt xuất huyết á, thì em thấy rằng là phải có chung tay góp sức của tất cả mọi thành phần và mọi người trong xã hội, tức là từ người dân ở cộng đồng nè, các thành viên trong gia đình nè, từ người lớn cho đến người thành niên, cho đến cặp vợ bố mẹ đến các bé, đúng không? Cho đến chính quyền địa phương, từ ủy ban dân tới hội liên phụ nữ, đúng không? Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy rằng khi mà nói chuyện chung tay phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng ta đang sống á, thì ra là có sự góp sức của mọi người, nhưng cái thành phần quan trọng nhất, chủ yếu nhất, đóng vai trò chính trong việc phòng chống không phải là nhân viên y tế, cũng không phải là chính quyền địa phương, cũng không phải là hội phụ nữ, mà thành phần chính và chủ yếu đó là chính bản thân của từng người dân sống trong từng căn nhà, từng khu phố và tại cộng đồng. Bởi vì chỉ có chính người dân mới hiểu rằng khu phố của mình có những vấn đề gì liên quan phòng chống sốt xuất huyết, có những vấn đề gì liên quan đến việc diệt muỗi, diệt lăng quăng, có những vấn đề gì liên quan đến việc phòng chống muỗi, chích. Rõ ràng cái việc và góp sức chung tay của người dân tại địa phương đóng vai trò chính và quan trọng nhất. Ngoài cung cấp kiến thức, ban tổ chức khuyến khích kêu gọi người dân chủ động áp dụng các biện pháp đơn giản, dễ thực hiện đã được hướng dẫn để phòng chống bệnh sốt xuất huyết một cách hiệu quả, ít tốn kém như ngủ mùng, diệt lăng quăng, xịt diệt muỗi, giữ vệ sinh từ nhà đến ngõ, xóm, làng, theo đúng tinh thần 503 sạch của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam. Như các bạn đã biết, thì sáng ngày hôm nay, nhãn hàng Zumbovet của công ty Fumakila Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 7, Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết và sẽ triển khai trên khắp các tỉnh thành trên cả nước. Năm 2023 là chặng đường 13 năm, nhãn hiệu Zumbovet đã phối hợp hiệu quả
đồng hành liên tục cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để triển khai cái chuỗi chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết này. Jumbo Fest là thương hiệu thuộc tập đoàn Fubakila Limited Nhật Bản, nhà sản xuất và kinh doanh các dòng sản phẩm diệt côn trùng hàng đầu. Jumbo Fest giúp tiêu diệt 7 loại côn trùng gia dụng gây hại như ruồi, muỗi, gián, kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang ngay lập tức với hai vòi xịt cực mạnh. Với công nghệ của Nhật Bản, người tiêu dùng Việt Nam hoàn toàn tin tưởng khi sử dụng để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình khỏi các loại côn trùng gây hại, đặc biệt là diệt muỗi vằn để ngăn ngừa dịch bệnh sốt xuất huyết. Bữa nay là khu phố tôi thì cũng có người sốt xuất huyết, thành ra là ở trưởng ban khu phố với ở bên phụ nữ để có ý kiến để nhờ cấp trên xuống đây để tài trợ diệt muỗi, diệt lăng quăng để cho dân cư hết sốt xuất huyết. Bữa nay cái nhà tài trợ đến đây để mà tài trợ cho dân cư cho chúng tôi á, tôi rất là mừng để cho dân cư và gia đình của chúng tôi được an toàn là không có bị sốt xuất huyết. Tôi rất là cảm ơn cấp trên và nhà tài trợ. Nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, không để dịch lan rộng và kéo dài, với phương châm coi công tác phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh sự nỗ lực của ngành y tế, cần có sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, hộ gia đình, cá nhân cũng như nhà tài trợ của chiến dịch để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả nhất. Jumbo Vet, Fumakila Việt Nam, chung tay phòng chống sốt xuất huyết.